Xin chào quý vị, trở lại chương trình trực diện TV. Thì nói về cái việc mà quản lý thông tin truyền thông rồi liên quan đến cái việc mà Internet, liên quan tới việc mà mạng xã hội, các cái nền tảng mạng xã hội, thì Việt Nam có khá nhiều các quy định. Thì chúng ta thấy rằng cái xã hội hiện giờ đó, khi sau khi mà Internet được phát triển, thì các cái nền tảng ở trên mạng xã hội cũng phát triển theo đó. Và người ở Việt Nam thì sử dụng cái mạng xã hội rất là nhiều. Và Việt Nam rất là nhanh để mà đi theo kịp đó bằng cách ban hành rất là nhiều các quy định. Khi mà Việt Nam ban hành cái luật mà an ninh mạng á, thì những người mà họ chống cộng hay là những người họ nhân danh là đấu tranh dân chủ, nhân quyền, thì họ nói rằng ban hành cái luật đó là bóp nghẹt truyền thông, bóp nghẹt tiếng nói, hạn chế dân chủ đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà ngược lại đó thì chúng ta thấy không chỉ là Việt Nam quy định, mà hầu như tất cả các nước, nhất là các cái nước mà đang phát triển, các cái nước mà bắt đầu áp dụng các cái kỹ thuật hay là họ vận hành Internet, vận hành về cái thông tin mạng để mà quản lý xã hội chẳng hạn. Và những cái thông tin đó bây giờ nó bùng nổ, chủ yếu là con người đó bây giờ càng lúc càng lệ thuộc vào mạng xã hội nhiều hơn. Và cái mạng xã hội đó đa phần thì những cái chủ của các mạng xã hội mà phổ biến ở tại Việt Nam thì lại là ở nước ngoài. Thí dụ như những cái nền tảng làm TikTok hay là Yahoo hay là Instagram hay là ngay cả Google hay là ngay cả về YouTube rồi Facebook, tất cả chúng ta thấy rất là rõ. Thì chính vì cái điều này đó, người ta cứ nghĩ rằng là cái sự phát triển Internet nó rất là mạnh bạo như vậy. Thì những người mà họ đấu tranh dân chủ, nhân quyền hay là họ chống cộng thì họ nghĩ rằng Internet phát triển như vậy thì cái chính quyền Việt Nam hay còn gọi là chính quyền Cộng sản và cái phong trào đấu tranh chống Cộng sản là nó phát triển rất là dữ dội. Những cái thông tin ở bên ngoài sẽ dội vào thông qua Internet, thông qua các cái tài khoản mạng xã hội, và cứ nghĩ rằng đó là Việt Nam không thể nào chặn được. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy rằng từng bước, lúc đầu thì có bỡ ngỡ, lúc đầu thì có hơi lỏng cộng, lúc đầu thì không biết quy định ra làm sao. Nhưng mà từng bước thì hàng loạt những cái luật lệ đã được thay đổi. Luật lệ trong cái lĩnh vực hành chính, trong cái lĩnh vực dân sự, trong cái lĩnh vực hình sự cũng đã thay đổi một số các cái điều luật để mà bổ sung thêm những hành vi phạm tội trong cái lĩnh vực đó. Còn cái luật an ninh mạng đó, thì sau khi mà ban hành, thì lúc mà ban hành thì bắt đầu có cái dự thảo, cũng có một số người họ cũng nói, họ cũng khiếu nại hay nói đúng hơn là họ muốn cản trở để không cho ban hành của luật an ninh mạng. Vì cái lý do rằng là vì hoạt động dân chủ, vì người ta muốn rằng là để mở rộng ra, vì người ta muốn rằng là để muốn chửi chính quyền, muốn chỉ trích làm sao, nói xấu làm sao cũng được, hay là chửi qua chửi lại các thứ, không có một cái sự ràng buộc gì hết. Làm cho một cái sự rối beng, làm một sự mất trật tự trên mạng xã hội. Cho nên là họ đi cổ xí những cái điều đó. Nhưng mà cuối cùng đó thì luật an ninh mạng cũng đã ra rồi. Và để thực hiện cái luật an ninh mạng đó thì một cái nghị định vừa rồi thì có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2022. Đó là cái nghị định 53 của chính phủ. Thì trong cái nghị định 53 này có hướng dẫn và ngay cả có quy định giải thích và áp dụng những cái một số những cái điều ở trong cái luật an ninh mạng. Và theo đó đó thì những cái thông tin mà độc hại hay là Việt Nam xác định là xấu, những cái thông tin ảnh hưởng về nhiều thứ, thí dụ như thuần phong mỹ tục, về vi phạm pháp luật, hay ngay cả ảnh hưởng tới an ninh hay là trật tự, ảnh hưởng tới chính quyền, ảnh hưởng tới cái an nguy quốc gia đủ thứ chuyện hết, thì phải coi như là phải gỡ bỏ và phải có những cái sự điều chỉnh. Và ngay cả trong Quốc hội của Việt Nam thì cũng đã bàn thảo với nhau rất là nhiều. Và trên các cái diễn đàn đó thì cũng có quá nhiều các cái tham luận, có quá nhiều các cái bài viết, có quá nhiều các cái cuộc hội thảo nói rằng cái việc quản lý mạng xã hội, quản lý cái truyền thông và bàn cách nào để mà ngăn chặn các cái thông tin độc hại, những cái tài khoản mạng xã hội gọi là tự phát hiện giờ, nhất là những cái tài khoản mạng xã hội ở trong Việt Nam và nó lợi dụng vào cái nền tảng mạng xã hội để mà làm câu view, câu like để kiếm tiền, bất chấp đạo lý, bất chấp thuần phong mỹ tục, bất chấp về cái luật pháp.
họ có thể chà đạp bất cứ cái nào, xúc phạm danh dự người khác, tấn công nhục mạ người khác, rồi tung hàng loạt các cái tin giả, rồi xào chẽ trộn lẫn tin giả tin thiệt làm cho nó rối bù lên, và còn giả danh những cái tài khoản mạng xã hội, lập ra những cái hội nhóm, rồi tung hô lẫn nhau giống như là các cái cơ quan truyền thông, áp dụng các cái phương tiện kỹ thuật mới hiện giờ của các cái nền tảng mạng xã hội để mà qua mặt quần chúng, để mà lèo lái quần chúng và bơm những cái thông tin độc đó ru ngủ cái người nghe, người xem. Thì đây là những cái điều mà rất là độc hại. Còn nói về vấn đề mà an ninh quốc gia thì những cái tổ chức gọi là chống cộng, những cái tổ chức mà phía Việt Nam xác định rằng là coi như là vận động hay là kêu gọi người ta xuống đường, kêu gọi người ta biểu tình, kêu gọi người ta hãy đấu tranh chống cộng sản, lật đổ chính quyền, mặc dù là được núp dưới rá nhiều các cái chiêu bài như là hoạt động gọi là bất bạo động, đấu tranh gọi là bất tuân dân sự các thứ này kia cái nọ, nhưng mà chủ yếu vì cái mục đích xin lỗi các bạn là chống chính quyền thì điều đó cũng không được phép, căn cứ theo luật pháp của Việt Nam là hoàn toàn sai phạm. Thì theo như cái nghị định 53 đó, cũng như là trong cái thực tế mà quản lý mạng xã hội hiện giờ thì có nhiều các cái tài khoản mạng xã hội ở bên hải ngoại đã bằng cách này hay bằng cách khác bị ngăn chặn khi mà phát vào trong Việt Nam. Và những cái điều đó chúng ta đã thấy. Thí dụ như các cái trang nhà của những cái tờ báo như RFA, BBC hay là hàng loạt những cái trang báo phản động ở hải ngoại, phía Việt Nam thì xác định là phản động. Tức nghĩa là luôn luôn đưa những cái thông tin xấu, những cái thông tin không đúng, những cái thông tin mà phía Việt Nam cho rằng là bịa đặt hay là muốn khiêu khích, muốn cài đặt, muốn kích động, muốn làm tuyên truyền cho những cái người mà họ đọc đó, họ có một cái thái độ thù nghịch với chính quyền. Và hàng loạt những cái tài khoản mạng xã hội đó đã bị cấm ở trong Việt Nam. Nói chung là người ở trong nước gần như không thể nào lên trên mạng xã hội để mà truy cập vào những cái tài khoản đó. Còn nói về lĩnh vực mà YouTube cũng vậy. YouTube thì cũng có khá nhiều các cái tài khoản. Thí dụ như chúng ta nhớ không lâu cách đây thì một cái người mang tên là Nguyễn Văn Đài đó nói rằng là cái kênh YouTube của ông ta đã không được truy cập ở trong Việt Nam. Mặc dù là cũng có 100-200 ngàn subscriber thôi, nhưng mà những cái bài nói, bài viết của ông Nguyễn Văn Đài đã những cái video clip đó ở trong nước không xem được. Và hàng loạt những cái người đã bị chặn như vậy. Chúng ta thấy rằng đây là một cách xử lý của phía bên Việt Nam. Nhưng mà người ta nói rằng là YouTube đó thì là của Mỹ, của một cái công ty nước ngoài, và để áp dụng như thế nào đó thì có khá nhiều các cái chủ tài khoản mạng xã hội, trong đó thì YouTube thì người ta có thể chặn được. Một cách phổ biến mà chặn được các cái kênh YouTube đó thì đa phần hồi trước tới giờ những cái người mà YouTuber ở tại Hoa Kỳ, khi mà có những cái bài nói chuyện mà ở phía Việt Nam xác định rằng là độc hại hay là người ta muốn chặn chặn cái gọi là viewer, tức là chặn những cái người xem ở trong Việt Nam, thì thường thì chính quyền cũng có một cái yêu cầu lên phía công ty YouTube, và công ty YouTube thì thường gửi những cái email ra cho cái người chủ kênh đó biết rằng cái chương trình YouTube với cái clip nào đó với cái tựa đề gì đó sẽ không được phát vào trong cái chỗ đó, tức nghĩa là trong cái lãnh thổ của Việt Nam. Thì người ta nói rằng là vì cái lý do là yêu cầu của phía chính quyền. Thì cái cách làm đó cũng là một trong những cái cách mà phía Việt Nam chặn những cái YouTuber gọi là có những cái thông tin độc hại từ ở hải ngoại. Tuy nhiên thì cũng bị phản ánh rằng là không có hiệu quả. Bởi vì dù để mà có một cái yêu cầu như vậy thì người ta cũng đã phát ra rồi. Người ta cũng đã có thời gian 1-2 ngày để mà những người họ xem rồi. Và như vậy thì cái thông tin độc hại, thông tin mà không đúng đó, thông tin mà chửi chính quyền hay là kích động kêu gọi biểu tình lật đổ cộng sản gì đó, nó đã ào ào rồi và cũng phải mấy ngày sau, sau đó mới bị ngăn. Thì như vậy nó rất là chậm trễ. Cho nên là sau này đó, ở phía bên chính quyền của Việt Nam, ở phía bên bộ truyền thông, thông tin thì cũng đã có những cái kiến nghị, hay nói đúng hơn là họ đưa ra những cái quy định
là phải gỡ bỏ những cái thông tin độc hại, thậm chí là trong vòng 24 giờ, hoặc là nhiều cái thông tin đó nó quá độc hại thì phải có một sự hợp tác và phải gỡ bỏ trong vòng nhiều khi chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái nghị định 53 nó cũng ban hành từ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 và hôm nay thì cũng mới mấy tháng thôi và cũng gần như chưa có phát huy hiệu quả. Thì nói với cái lực lượng mà chống cộng ở hải ngoại hay thường làm những video clip mà chửi bới chính quyền của Việt Nam, hay là thường xỉa xói các vấn đề trong Việt Nam, thường hay cay trét những cái sự việc xảy ra trong Việt Nam, thường hay bới những cái sự mà người ta nói là bới rác ra bể người đó, thì thường bị các cái cơ quan truyền thông ở trong nước, thí dụ như là an ninh TV hay là những cái cơ quan chính thống như báo quân đội hay là báo nhân dân hay nhiều cái tờ báo chính thống đó, hay là những cái tờ báo mà hay cảnh giác hay làm thường hay đưa ra những khuyến cáo với những người dân, thì người ta cũng hay dẫn chứng những cái kênh ở hải ngoại, những cái kênh YouTube hay là những cái trang nhà của các cái tổ chức mà gọi là đấu tranh chống cộng sản, những cái tổ chức mà phía Việt Nam xác định rằng là những cái tổ chức khủng bố, những cái tổ chức đấu tranh lật đổ chính quyền. Thì người ta thường hay dẫn chứng những cái trang đó thì họ đã gạch chéo lên. Thí dụ như những cái trang của N10TV, của Việt Tân, của rất là nhiều. Nói chung là người ta biết rằng cái đó là những cái chỗ mà những cái thông tin độc hại, những cái thông tin mà gọi là Việt Nam xác định rằng là có những cái sự vi phạm và có một cái thái độ rất là thù nghịch với phía Việt Nam. Thì có một cái điều khá là lạ khi mà người ta thấy rằng cái kênh của thí dụ như là Nguyễn Văn Đài chẳng hạn, thì những cái video clip của Nguyễn Văn Đài nói chuyện thì cũng chỉ có khoảng 10.000 view thôi, thì tại sao thì lại bị chặn, hoặc là nhiều cái chương trình YouTube cũng giống như là của Nguyễn Văn Đài thì cũng bị chặn, của những cái tờ báo, những cái cơ quan thông tấn, những cái cơ quan truyền thông gì đó mà nói tiếng Việt ở hải ngoại chẳng hạn, thì những cái kênh YouTube của họ thì cũng không phát vượt tại Việt Nam. Nói chung là những người trong Việt Nam mà đi vào truy cập bình thường đó thì không thể vào được. Nhưng mà ngược lại những cái kênh như là N10TV ra rả chỉ trích Việt Nam, ra rả nói đủ thứ chuyện ở trong Việt Nam, trong đó có những cái thông tin nó giả thật gì đủ thứ chuyện hết, và cũng làm như là một cái chương trình nói về gọi là tin tức vậy, cũng giống như là một cái chương trình TV, rồi có những cái chứng ngôn viên rồi cũng đưa ra nói tin A, tin B, tin C, tin bịch, tin gà, nhưng mà đó chúng ta thấy rằng nó có những cái thông tin phía Việt Nam xác định rằng là nhằm có mục đích là xuyên tạc, nhằm có mục đích không phản ánh đúng với sự thật. Nhưng mà nó có một cái điều lạ ở đây đó là tại sao cái kênh đó vẫn cứ được phát vào trong Việt Nam và có cái số lượng theo dõi người rất là nhiều, và người ta đã đưa ra những cái thông tin đó, ví dụ như có nhiều cái khu vực mà ở các cái khu chợ phố hay là ở ngoài hè phố, ở đường phố, thậm chí là người ta xem N10TV đối Trương Quốc Quyên là múa may ở trên mạng xã hội, nó rất là phổ biến. Nói chung á, là không có một sự ngăn chặn, thì đây là một cái điều rất là lạ, đặt ra dấu hỏi rất là nhiều, ngay cả cộng đồng ở hải ngoại họ cũng không biết luôn. Họ cứ nghĩ là ủa tại sao mà cộng sản hay đem cái hình của Trương Quốc Quy của cái N10TV ra để mà dẫn chứng. Tuy nhiên đó, rồi gạch chéo lên đó, nhưng mà ở trong nước thì gần như không ngăn chặn. Trong khi mà đối với Nguyễn Văn Đài thì có thể ngăn chặn được. Đối với hàng loạt những cái kênh khác thì có thể ngăn chặn được. Thì đây là một cái sự sơ suất hay là N10TV có một cái sự thỏa hiệp gì đó đối với chính quyền của Việt Nam hay không, để mà có cái sự tồn tại ở trong đó. Và ngoại trừ cái việc mà người ta ngăn chặn ra thì chính quyền Việt Nam làm một cái điều gì nữa? Thì chúng tôi được biết rằng đó, theo như cái nghị định 53 cũng như là trước đó có hàng loạt các cái biện pháp mà phía Việt Nam đưa ra là đối với những cái trang mạng xã hội thì chặn các cái sự hoạt động mang tính chất của quảng cáo đó. Và đây là cái nghĩa là đánh vào cái túi tiền. Túi tiền, ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều người mà làm những cái buổi mà phát trực tuyến, làm live đó, livestream ở trên Facebook hay là ở trên YouTube hay là trên nhiều cái nền tảng mạng xã hội khác, thì những chủ nền tảng của mạng xã hội đó người ta trả tiền. Người ta có trả tiền thông qua cái việc mà có những cái chương trình quảng cáo ở trên đó. Thí dụ như một video clip mà họ phát ra thì có hai ba cái quảng cáo, ba bốn cái quảng cáo, có khi năm sáu cái quảng cáo. Thật ra thì chúng tôi cũng không biết là có bao nhiêu cái nữa.
Bởi vì có lúc thì người ta chèn vào một cái, hai cái, ba cái, có lúc thì họ ngắn, có lúc họ dài, có lúc thì quảng cáo bán xe, bán nhà, bán cửa, bán đủ cái chuyện, có lúc thì họ cũng đưa vào những cái quảng cáo bán thuốc men, bán gì tùm lum hết, mình cũng chả hiểu được là cái gì. Có rất là nhiều bạn thì phản ánh rằng tại sao nhiều quảng cáo quá, hoặc là tại sao quảng cáo dài quá, quảng cáo nói về cái này cái kia cái nọ, là những cái điều đó nó không có đúng. Nhưng mà thật ra chúng ta không biết được, là bởi vì cái việc mà quyết định chèn quảng cáo vào như thế nào là do phía bên công ty YouTube, chứ không phải là do cái người chủ cái kênh, cái người mà chủ cái tài khoản đó, cái người mà làm ra cái video clip đó, họ không có cái quyền để quyết định, họ cũng không, thậm chí là không được xem nữa. Bởi vì ai cũng biết rằng quảng cáo đó nó nằm theo cái khu vực, thí dụ như những người ở tại Hoa Kỳ thì xem cái clip đó thì họ chỉ thấy được những cái quảng cáo mà cho cái khu vực ở Hoa Kỳ thôi, không thấy được những quảng cáo ở trong Việt Nam. Còn ở Việt Nam thì chúng ta cũng không thấy được những cái quảng cáo ở bên Hoa Kỳ. Chính vì cái điều này đó nó tạo ra một sự rất là đa dạng và nó làm nó khác biệt. Thì chính quyền của Việt Nam thường ra một cái quy định và không có cho quảng cáo lên các cái chương trình mà gọi là độc hại, những cái kênh YouTube hay là Facebook mà có những cái chương trình mà nó xấu đó, độc hại. Thì cũng liên quan đến N10 TV, cũng liên quan đến các cái YouTube mà thường hay kiếm view, kiếm like, và thường hay coi như là tạo ra những cái sự hào hứng trong một thời gian vừa rồi đó, tạo ra những cái trend, tạo ra những cái hoạt náo trên mạng xã hội trong khá nhiều năm vừa rồi, vì cái việc mà hay chửi cộng sản, gọi là chửi cộng sản để mà kiếm tiền, chửi cộng sản để mà kiếm view, để mà tạo nên cái tên tuổi đó. Thì có phải đây là cái lúc mà người ta bị bóp nghẹt lại hay không? Bóp nghẹt trước hết là bóp nghẹt với bao tử, bởi vì ai cũng biết rằng khá nhiều các YouTuber làm cái YouTuber là vì kiếm quảng cáo, là vì kiếm view, kiếm like, kiếm tiền ở trên cái nền tảng mạng xã hội. Thật ra thì đối với những người mà sáng tạo trong các cái chương trình YouTube để mà kiếm tiền thì một cái điều đó nó rất là bình thường thôi. Cái điều đó cũng rất là đáng hoan nghênh nếu như cái lao động đó là chính đáng. Tuy nhiên đó thì họ tạo ra những cái tin giả, họ chửi người này, họ mắng người kia, họ tạo ra những cái sự xích mích, rồi họ tố cáo nhau không đúng chẳng hạn, hoặc là nhục mạ, thóa mạ với nhau, thì tất cả những cái điều đó là họ làm cái đồng tiền ra nó dơ bẩn. Hoặc là đi bưng bô, đi quảng cáo cho cái nhóm này nhóm kia, rồi đưa những cái tin giả ra, hàng hóa nó không có thật, đi quảng cáo cho người ta, những cái đám nó lùa gà lùa vịt mà mình cũng nói nó giống như là một cái chuyên gia về tài chính, chuyên gia về làm ăn, rồi những cái Bitcoin tầm những cái Bitcoin mà những cái đồng tiền ảo rồi các thứ cũng đi làm cho nó, hoặc là quảng cáo cho cái nhóm mà Paramount, cái nhóm mà nó lập ra những cái kim tự tháp đó, cái kiểu mà nó lùa gà đó thì không thể chấp nhận được. Nói chung thì ở trên mạng xã hội bây giờ đó nó rất là loạn, loạn quá rồi luôn. Và cũng liên quan tới N10 TV thì vừa rồi N10 TV cũng đã lên tiếng. Lên tiếng thì không phải là lên tiếng mà mang tính chắc là khóc la thì đúng hơn, tức nghĩa rằng rên rỉ thông qua một cái video clip chúng ta thấy nè, phát ngày 9 tháng 12 đó, là nói là chính quyền CS chắc là cộng sản đó Việt Nam chặn các YouTube, Facebook thu tiền quảng cáo nếu bị cho là độc hại. Thì có người cũng nói với tôi là cái kênh N10 TV hình như là phát vào trong Việt Nam, người ta coi thì nhiều thật đấy, nhưng mà không có quảng cáo. Thì những cái điều này là không biết có đúng hay không, các bạn có thể kiểm chứng lại. Và đây là cái điều mà nếu mà không có quảng cáo đó, tức nghĩa là cái lượng view mà phát 200-300 ngàn view, hay là 300-400 ngàn, thậm chí 1 triệu view, hay là bao nhiêu đi nữa, mà không có một cái quảng cáo nào trên YouTube vào trong Việt Nam, thì rõ ràng là không có thu nhập đối với cái phần đó, những cái phần view đó không có thu nhập. Đây là cái điều rất là rõ ràng, bởi vì ai làm YouTube cũng biết như vậy hết. Thì nếu mà đánh vào cái bao tử đó, hay nó đúng là đánh vào cái thu nhập đó, thì có nhiều người ở tại Hoa Kỳ cũng đã nói với chúng tôi rằng đó là làm YouTube, ai làm YouTube cũng là vì kiếm tiền, cho nên bây giờ mà YouTube mà nó không trả tiền một cái là tất cả các cái chương trình mà trên YouTube đều đóng hết, và người ta cũng phán luôn là Minh Giang cũng y như vậy.
Tức nghĩa là Minh Giang mà bây giờ mà không có tiền ở trên YouTube thì cũng đóng. Thì sẵn ở đây mình cũng trả lời luôn, mình làm YouTube là để nói. Còn các bạn á, muốn nghe ủng hộ hay là quý bạn muốn vừa tai hay không vừa tai thì tùy theo cái người nghe. Và xin thưa rằng là ngay cả có trả tiền không trả tiền, có quảng cáo không quảng cáo thì mình vẫn sử dụng internet, mình vẫn làm YouTube và lâu lâu vẫn chia sẻ bình thường. Đó là cái chuyện tất yếu thôi, chứ không có cái việc mà nói rằng là mà nếu như mà nó ít view hay ít hay là không có quảng cáo không có tiền các thứ thì không nói. Không phải như vậy, nó hoàn toàn khác. Có khá nhiều những cái người đó thì lúc đầu cũng nói dữ dằn lắm, tức nghĩa là làm truyền thông chúng ta dấn thân chúng ta làm thế này thế kia đủ thứ chuyện hết, nhưng mà một khi người ta thấy rằng những cái chương trình sau này thì bị mất uy tín quá rồi, không có những cái người nghe không có người xem nữa, cái lượng mà follower nó thấp lại, cái lượng view nó thấp lại thì người ta bỏ nghề, người ta không có làm những cái chương trình nữa. Cho nên nó lòi ra là những kẻ đó, những kẻ nói dốc, những cái kẻ đó là họ nói rằng họ dấn thân, họ nói là sẽ làm truyền thông và đưa thông tin đối với quý vị, sẽ quay cảnh ở Mỹ, ở Tây, ở Pháp gì đủ thứ chuyện hết. Rồi tạo ra cái việc mà chỉ trích người này chửi bới người kia đó, như trong cái vụ và Phương Hằng chúng ta thấy có khá nhiều người ở Mỹ nhảy vào rồi cũng đeo theo chửi bới mà Nguyễn Phương Hằng, tạo ra một cái lượng đủ thứ chuyện hết, rồi cuối cùng bà Phương Hằng bà phản phé là một cái thì dẹp kênh luôn, theo cái kiểu là mất tờ tiếng luôn. Khá nhiều những cái trường hợp như vậy. Thì trở lại cái việc mà ngăn chặn xử lý các cái thông tin độc hại đó, thì đây là một cái chủ trương của phía mà Việt Nam, điều này rất là rõ. Chúng ta biết rằng đó là thời gian vừa qua thì cái Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam thì nói rằng cũng đã có ngăn chặn, cũng đã có gỡ bỏ khá nhiều những cái thông tin xấu độc hại trên mạng xã hội. Cụ thể như trong năm 2022 này đó, từ hồi đầu năm tới nay thì cũng đã có khá nhiều các cái mạng xã hội đã bị. Và nhưng mà người ta là không hết, bị đánh giá rằng cũng không thể bao quát và được đánh giá rằng cũng hơi chậm chạp, bị đánh quá bằng cũng chưa nghiêm, bị đánh giá bằng những cái biện pháp đó có khi nó cũng chưa có hiệu quả hay là ngay cả chưa có triệt để. Ví dụ như trước khi mà ban có cái hiệu lực về cái nghị định 53 đó thì nhiều người cũng lên mạng hăm he lắm, nói là nghị định 53 tới đây thì sẽ ngăn chặn cái tin này, ngăn chặn tin kia, ngăn chặn các cái YouTube ở hải ngoại, Facebook ở hải ngoại hay là những cái nền tảng mạng xã hội gì đó, nhất là những cái tổ chức, những cái cá nhân mà hay kêu gọi lật đổ chính quyền Việt Nam, đấu tranh chống cộng sản, kêu gọi biểu tình hay làm thường hay xuyên tạc nói xấu về các cái quan chức lãnh đạo về Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ nhiều kênh vẫn cứ được phát vào trong Việt Nam, nhiều người trong Việt Nam, ví dụ như trên N10 TV không có bị cản trở gì hết và nhiều những cái kênh khác nữa, và người ta vẫn xem bình thường. Thì đây là cái điều mà người ta đặt cái dấu hỏi có phải là bỏ sót hay không, hay là nói rằng những cái kênh đó là không độc hại. Không độc hại thì tại sao nhiều cái chương trình, ví dụ như cái gì ăn TV hay là nhiều cái chương trình chính thống ở trong Việt Nam cũng thường hay trích dẫn cái kênh N10 TV lên rồi gạch chéo ngang một cái, và có nhiều bài nói về cái sự xuyên tạc của N10 TV. Thì như vậy thì người ta xử lý như ra làm sao? Đó mới là vấn đề. Thì theo Bộ Thông tin và Truyền thông á, chúng ta thấy rằng chỉ trong có 7 8 tháng đầu năm nay thôi thì ở cái Bộ Truyền thông á cũng đã gỡ bỏ cũng gần 2.000 các cái bài viết và có những cái nội dung gọi là xấu độc hại. Và trong năm 2022 đó thì Facebook người ta đã gỡ bỏ 16 các cái hội rồi nhóm rồi có cái nội dung gọi là không lành mạnh và có độc hại. Và coi như là Google đó họ đã gỡ khoảng gần 6.000 cái video mà gọi là vi phạm trên cái YouTube, và TikTok cũng vậy, và ngay cả cũng đã gỡ bỏ khoảng chừng 200 các cái video gọi là vi phạm và tự chủ rà quét và cũng như là ngăn chặn 800 các cái video gọi là có nội dung xấu trên các cái nền tảng của mình. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng những cái thông số, nhưng mà những cái thông số này có khi nó cũng chưa có chính xác bởi vì nó luôn luôn được cập nhật và nó được yêu cầu liên tục. Thí dụ như Bộ Truyền thông và Thông tin thì nói rằng đang sử dụng một cái hệ thống gọi là kỹ thuật của Trung tâm Giám sát Không gian mạng Quốc gia để mà giám sát và quét
rồi rà soát và quét liên tục trong vòng 24 trên 7, tức nghĩa là 24 tiếng và trên 7 ngày, tức nghĩa là ngày nào cũng vậy và liên tục. Và qua đó đó thì người ta phát hiện được là những cái để mà những cái gì mà xấu độc hại và kịp thời báo cho 63 các cái tỉnh thành trên cả nước. Để mà các cái thành phố hay các cái địa phương á, người ta biết được rằng các cái tin nào giả, tin nào xấu, tin nào độc hại và để mà các có nhanh chóng xử lý. Và bộ thì cũng có để giao cho các cơ quan chức năng tăng cường giám sát thêm nữa rồi phát hiện báo cáo và cảnh báo sớm những cái thông tin mà không đúng sự thật, nhất là thông tin mà xúc phạm danh dự hay là nhân phẩm của các tổ chức, các cái cá nhân ở trên mạng, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội, thì xúc phạm đến uy tín danh dự các cái tổ chức, thậm chí là lãnh tụ hay là ngay cả những người đứng đầu nhà nước Việt Nam, thì đó những cái kênh mà ở hải ngoại, những kênh gọi là chống cộng đó, thì liên tục nói như vậy. Nói về ông Nguyễn Phú Trọng, nói về ông Nguyễn Xuân Phúc, nói về ngay cả ông Hồ Chí Minh, nói về Đảng Cộng sản Việt Nam, nói đủ thứ chuyện hết. Và những cái thông tin đó thì nó cứ nằm ở trên những cái chủ tài khoản như vậy. Nhưng mà tại sao đó nó vẫn cứ được ra rả vào trong Việt Nam? Người ở trong Việt Nam vẫn cứ truy cập, vẫn cứ xem được, thì đây mới là vấn đề. Và nếu mà như vậy đó, thì căn cứ theo cái sự phát biểu của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì gọi là theo dõi giám sát cảnh báo những gọi là không đúng sự thật, thì hoàn toàn là không đúng sự thật rồi. Lúc nào nó cũng xuyên tạc, lúc nào nó cũng cài cắm vào, lúc nào cũng lý giải, lúc nào cũng đưa ra hàng loạt các vấn đề. Tức nghĩa là bài báo trong Việt Nam như thế nào đó, thì nó lật ngược lại, nó nói. Nó một cái sự việc, một cái người chết ở trong đồn công an, bắt đầu nó quay ngược lại, nó nói. Một cái anh mà biến chất thoái hóa bị đánh người trong cái việc mà đánh góp chẳng hạn. Một cái lẽ mà vô đạo đức, một cái tên côn đồ. Thì bắt đầu họ cũng nói, họ cũng gán ghép vào cho là chính quyền hay là cộng sản, đó là chế độ, đó là sản phẩm của giáo dục, sản phẩm của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đủ thứ chuyện hết. Và hàng loạt những cái thông tin nó còn nặng nề hơn nữa. Và nếu mà như vậy thì rõ ràng là xúc phạm hay là sai sự thật rồi, nó ảnh hưởng đến hàng loạt các vấn đề trật tự xã hội. Thì nếu mà căn cứ theo luật Việt Nam, ngay cả theo luật hình sự đi nữa, thì điều 331 cũng đã vướng rồi. Và theo như các cái quy định của Bộ Thông tin Truyền thông, thì như vậy thì phải ngăn chặn. Và họ chưa có sự ngăn chặn đầy đủ. Và theo như truyền thông đó, truyền thông và thông tin đó, Bộ Truyền thông Thông tin thì nói rằng là sẽ ngăn chặn xử lý rồi gỡ bỏ. Và đấu tranh yêu cầu gỡ bỏ nữa. Bởi vì chúng ta biết là ví dụ như là ở trên YouTube thì họ có những cái quy định riêng của họ. Ở trên TikTok cũng vậy, ở trên Twitter cũng vậy, ở trên Instagram hay là Yahoo, bất cứ một cái vấn đề gì, họ nói là họ có cái quyền riêng. Thí dụ như ở tại Mỹ, chúng ta thấy rất là rõ trong cái thời gian vừa qua riêng quan cái TikTok á, thì có nhiều các chủ tài khoản đã bị đóng luôn. Họ nói rằng đối với họ quy định như vậy là không được, là anh đưa vậy là tin giả, ngay cả ông Trump cũng bị đóng luôn. Và sau này thì ông chủ khác lên thì suy nghĩ khác, ok không được, như vậy thì ông Elon Musk nói rằng phải mở lại. Thì đó là cái điều mà phía Việt Nam dùng cái từ rằng là phải đấu tranh để mà yêu cầu gỡ bỏ. Có những cái điểm mà Việt Nam nói rằng là nó vi phạm, nó trật với pháp luật của Việt Nam, Việt Nam yêu cầu phải chặn cái đó. Nhưng mà với bên YouTube hay là những cái nền tảng mạng xã hội thì họ nói rằng không, cái đó là quyền tự do dân chủ, cái đó là quyền phát ngôn hay là cái quyền tự do biểu đạt gì đó. Cho nên đây là cái vấn đề. Và trong nhiều năm vừa rồi đó, thì những cái sự mà gặp gỡ, những cái sự mà có cái điểm chung giữa Việt Nam với các cái chủ của các cái nền tảng mạng xã hội của nước ngoài, nó gặp nhau nhiều hơn. Thí dụ như thông qua cái luật an ninh mạng thì nói rằng đặt các cái máy chủ ở trong Việt Nam và chịu cái sự quản lý của Việt Nam, và những cái chủ các cái nền tảng mạng xã hội nước ngoài đó làm ăn và họ kiếm rất là nhiều tiền. Họ đã kiếm cả tỷ bạc mỗi năm trong cái thị trường của Việt Nam liên quan đến vấn đề mà quảng cáo. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng họ phải có cái trách nhiệm đối với luật pháp Việt Nam để tránh đi những sự bắt nháo. Thì ở trong Việt Nam vẫn có nha, chứ không phải nói về nước ngoài. Ở trong Việt Nam thì vừa rồi đó, phía bên cơ quan truyền thông của Việt Nam thì muốn ngăn chặn những cái nền tảng mạng xã hội, thí dụ như nhiều cái kênh YouTube lập ra và họ làm giống như là cái kênh truyền hình vậy, cũng đọc bản tin, cũng làm
hàng loạt các vấn đề, cũng làm phóng sự, cũng làm điều tra, rồi hàng loạt những cái tin bình luận bình liết đi theo các cái sự kiện, nhưng mà khổ có con cái đó, và họ kiếm được rất là nhiều tiền và họ kết hợp với nhau, thậm chí là có kết hợp luôn các cái diễn viên hay là ca nghệ sĩ rồi những người nổi tiếng rồi đủ thứ chuyện hết, họ tạo ra hàng loạt các vấn đề. Ví dụ như trong Việt Nam vừa rồi có một cái nhóm á, mang ra là TA nào đó, thì cũng có một số những cái người họ tập hợp lại với nhau rồi xây dựng một cái ekip, rồi thường thấy những cái sự kiện mà scandal gì đó, nhất là sự scandal mà xảy ra ở trong cái giới mà văn nghệ sĩ chẳng hạn, ông này lấy bà kia rồi bà kia lấy ông nọ rồi đánh ghen đánh ghét, vậy bắt đầu là thay vì mà họ đưa cái tin mà tin sự thật á, bình thường như các báo chí họ phản ánh, thì nếu mà như vậy thì nó không thể phát triển các sự việc được. Cho nên bắt đầu nó đi tìm tìm hiểu những cái thông tin bên lề, rồi bắt đầu nó tạo dựng ra là cái con nhỏ đó, cái bà đó làm con của ai, rồi họ hoạt động như thế nào, rồi có những cái tin giả tin gì đủ thứ chuyện hết, rồi họ tạo dựng ra một cái câu chuyện. Có một cái scandal mới vừa ra, họ đã phát triển lên mười mấy các cái tin như vậy. Thí dụ như là cái tài khoản của TA đó, thì nói rằng là trên mạng xã hội có hàng triệu những cái lượt người xem, và sau đó đó thì họ cũng tăng cái tiền lên rất là nhiều, bởi vì họ kiếm được khá nhiều tiền, họ lập ra khá nhiều các cái chương trình YouTube, ngay cả ở trên Facebook, cái TikTok, ngay cả Instagram nữa, đủ thứ chuyện hết, và họ quảng cáo, họ làm đủ thứ chuyện. Và vừa rồi đó chúng ta thấy rằng thí dụ như trong một cái sự việc đó liên quan đến những cái bản tin chẳng hạn, thì họ đưa người này người kia người nọ lên rồi khai thác những cái bản tin đó triệt để luôn, rồi có những cái bài viết và những cái thông tin, và họ nói rất là nhiều thứ mà họ không có trích dẫn được cái nguồn nào hết, và những cái thông tin nó mang tính chất bịa đặt, mang tính chất tạo dựng, và rõ ràng là nói xấu vào những người khác luôn, khai thác vào chuyện đời tư của người ta, khai thác hình ảnh của người ta, rồi coi như là bị phản ứng quá nhiều đó, thì cuối cùng thì họ cũng gỡ bỏ một số thôi. Họ gỡ bỏ một số thì cái sự việc nó cũng đã xảy ra rồi, nó cũng đã gây ra cái hậu quả rồi. Và những cái việc mà họ họ khai thác đó, có khi họ cười cợt, họ giễu cợt, họ làm cho những cái người ở trong sự việc đó bị cộng đồng á, họ họ quay lưng, hay là họ bị hậu quả rất là nặng nề với công chúng chẳng hạn. Thì đây là cái điều mà Bộ Truyền thông và Thông tin nói là cần phải có những cái sự gọi là ngăn chặn những cái thông tin như vậy, và cần phải tháo gỡ, mà tháo gỡ sớm nữa, chứ tháo gỡ mà chậm trễ nó sẽ gây ra cái sự ảnh hưởng rất là nhiều. Thì có thể nói rằng đó, một cái sự phát triển hiện giờ của YouTube hay là TikTok hay là Instagram, Facebook các thứ đó, thì một cái thông tin mà nóng đưa lên một cái, nó sự chia sẻ rất là dữ dội. Chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì có hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu những cái người mà họ xem những cái tin như vậy. Và chính vì cái điều đó đó, người ta nói rằng những cái người mà bị bơi xấu, những cái người mà bị vu khống, những cái người mà bị làm nhục đó, cái hậu quả nó rất là nặng nề, và nhiều người còn bị sụp đổ luôn, có nhiều người bị cảm thấy rằng rất là nhục mạ, và nhiều người còn tìm đến cái chết nữa, tức là người ta phải tự giận luôn, hoặc là người ta còn bị mất luôn cả một cái sự nghiệp. Cứ đưa cái tin lên thì sau này người ta có rút xuống hay là xin lỗi gì đi nữa thì ít nhiều thì cũng có nhiều người họ cũng không có nghe được, họ cứ còn hoang mang, họ có nghĩ là có khi là thiệt, cho nên nó tạo ra một cái sự thiệt hại là khó lường, một cái thiệt hại kinh khủng. Và chính vì cái điều này đó, nhiều kẻ nó sử dụng mạng xã hội nó rất là ác. Thời gian vừa qua chúng ta đã thấy rồi, họ muốn lên họ chửi ai họ chửi, họ muốn tố cáo ai họ tố cáo, họ dựng chuyện luôn, cái ông đó không phải là như vậy, cái bà đó không phải như vậy, vợ con người ta cũng không liên quan gì, cũng đem ra, chồng con người ta cũng không liên quan gì, nó liên đem lôi ra rồi còn nói những cái thông tin về cá nhân nó tầm bậy tầm bạ, quy chụp rồi kết tội hàng loạt những cái vấn đề. Và cho nên đó, chúng ta thấy là cái sự phát tán như vậy, thì bây giờ để cải thức những cái hình thức như vậy đó, để mà làm sao có hiệu quả hơn, đây mới là vấn đề. Đây là đòi hỏi mà Bộ Thông tin và Truyền thông thì cần phải làm nhiều hơn.
chúng ta thấy rằng vừa rồi đó thì như là những cái đại biểu quốc hội cũng đã có nhiều người đã phát biểu rằng đó là cần phải ngăn chặn những cái thông tin độc hại, bởi vì những cái thông tin độc hại nó giống như là cái thuốc độc. Thí dụ như ông phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hiếu Nghĩa đó ở tại diễn đàn quốc hội cũng đã có trả lời là thông tin xấu nó giống như là thuốc độc, và đã uống vào rồi đó thì cái thuốc độc nó đã vào người rồi, và ngay cả khi mà có được giải độc rồi đi nữa, người ta không còn bị nguy hiểm với tính mạng, nhưng mà dù gì đi nữa thì cái chất độc nó cũng đã bị ngấm vào trong người rồi, và tức nghĩa rằng là đã uống rồi mới giải độc thì vẫn có tác hại. Và thông tin xấu độc hại trên mạng cũng vậy, khi mà một tiếng sau mới gỡ thì đã lan truyền rất là xa, ảnh hưởng rất là lớn rồi, chứ đừng nói chi mà để mới là mấy ngày sau mới gỡ hoặc là một tuần sau mới đề nghị mà ngăn chặn các cái view cho trong Việt Nam các thứ. Như cái cách làm cũ thì nó rất là thụ động, mang tính chất hình thức và chả có tác dụng gì. Và vì thế đó thì ông Đỗ Hiếu Chí Nghĩa này đó thì nói rằng là đề nghị mạng xã hội họ phải cảnh giác, không hấp thụ, không chia sẻ. Thật ra thì nói mà cái điều chung chung như thế này về một cái môi trường mà dân trí, một cái những cái người mà họ xem mạng xã hội, nhiều người bây giờ thì gần như là cầm cái phone liên tục ở trong ngày. Có những người mà họ chia sẻ với chúng tôi rằng là nhiều khi sáng ngủ dậy đó, thay vì là phải xuống giường và chụp cái bàn chải đánh răng trước thì người ta quơ ngang, người ta chụp cái phone trước và để mở trên mạng xã hội thử coi có những cái tin gì không, hay là có những cái chia sẻ, hay là những cái thông tin gì mà người ta muốn cập nhật hay không. Đó mới là cái điều mà nằm nướng ở trên giường đó một vài 5 10 phút gì đó bắt đầu mới là dậy. Thì riết là ta tạo thói quen thôi, tức nghĩa rằng những cái thông tin mà phà lên một cái nó lan truyền rất là nhanh. Người ta thấy rồi cái tin đó là truyền tiếp nữa, như vậy thì nó gây ra một cái thảm họa, gây ra những cái độc hại. Và coi như là có nhiều cái đề nghị rằng là phải giao cho phía bên chính quyền, tức nghĩa là cơ quan chức năng mới có khả năng làm như vậy thôi, tức là tránh cái việc mà đưa ra những cái thông tin. Và bây giờ thì nhiều cái kênh YouTube mà làm như là cái TV đó, hay là làm như báo chí là không thể chấp nhận được, bởi vì người ta sẽ rất là lầm tưởng, không biết là kênh nào chính thống, kênh nào là không chính thống. Có những cái kênh nó làm cũng nhá nhá như vậy, người ta là truyền hình Vĩnh Long thì nó cũng viết là THV gì thay gì, Vĩnh Long thì VNL thì cũng là VK VH gì mà cũng chữ đỏ chữ xanh chữ vàng, cũng làm nhá 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 nhá, người ta cứ tưởng giống như vậy, làm những cái logo rồi là rồi cái cách mà chèn hình, cái cách mà phát ngôn, hay là ngay cả cái cách diễn âm gì độ, hàng loạt những cái thông tin, hàng loạt những cái kỹ thuật đó họ vẫn có thể làm được, họ nhái vào. Và cái cách đó đó rồi theo những cái thông tin, rồi dẫn theo những cái câu chuyện, ví dụ như một cái scandal giữa hai người, là một cái người nghệ sĩ rồi với một cái người mà doanh nhân chẳng hạn, rồi vợ bé vợ mọn gì đó, rồi họ họ follow theo những cái câu chuyện như vậy, và họ lý giải rồi nói một ngày họ làm tin tức liên tục để cho nhiều người bám vào cái kênh đó để mà xem, và chính đó mới là cái vấn đề. Và họ nói là ở góc độ có quản lý thôi à, chỉ có quản lý mới tháo gỡ được thôi, và thật là ở trong Việt Nam người ta đã làm được cái điều đó. Có nhiều cái kênh YouTube đó có hàng triệu follower, và vừa rồi đó thì có cả những cái chương trình như là cái gì mà vì Việt Nam thịnh vượng gì đó, thì có một cái ông mà lên một cái chương trình mà nói về muốn thành lập một cái đảng, và sau đó thì liên quan đến vấn đề chính trị thì trong vòng 30 giây là Việt Nam họ đập ngay lập tức. Tức nghĩa là phía bên cơ quan truyền thông hay là cơ quan mà quản lý, cơ quan công an, người ta tiến hành khởi tố, người ta tiến hành là bắt giam, và chủ kênh nó phải chịu trách nhiệm đàng hoàng, nó liên quan đến vấn đề mà an ninh quốc gia và ngay cả trật tự an toàn xã hội cũng vậy. Hàng loạt những cái chủ kênh YouTube, những cái chủ kênh TikTok và trên nhiều cái nền tảng mạng xã hội khác đã có những cái sự sai phạm pháp luật của Việt Nam, và nhiều chủ kênh phải trả giá, ngoại trừ phải đóng tiền phạt rồi còn bị khởi tố hay là còn phải bị đóng các cái kênh nữa. Thì chính vì cái điều này đó, người ta nói rằng là vì những cái chủ kênh ở trong Việt Nam, còn đối với những ở bên ngoài thì sao, bên ngoài người ta có thể chặn được hoặc là yêu cầu chặn, mà những cái kênh như là N10 TV mà cứ ra rả, cứ liên tục phát những cái tin như vậy
Và tại sao những cái bài viết này nói rằng là những cái thông tin đó mang tính chất là xấu độc nhưng mà lại cứ không chặn được là như thế nào? Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng có lẽ là chỉ có những cái cơ quan quản lý người ta mới trả lời được. Và chúng ta thì hôm nay đó thì thấy rằng là N10 TV đã chính thức lên tiếng, làm coi như là than khóc rồi, than khóc rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam đã ngăn chặn, đã chặn chứ không phải là ngăn, đã chặn các cái YouTube, Facebook thu tiền quảng cáo bị cho là độc hại. Mặc dù là không nói nhưng mà ai cũng biết rằng là trong đó có tôi, tức là N10 TV cũng đã bị như vậy, có mấy trăm ngàn người xem các thứ này đó, nhưng mà thật ra thì ở trong Việt Nam là không có quảng cáo. Có đúng như vậy hay không thì các bạn là những người xem từ trong Việt Nam, các bạn vào thử trong kênh N10 TV coi có phải đúng như vậy hay không. Đó thì đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Và nếu đúng đó thì Việt Nam cần phải làm theo như những cái quy định pháp luật, và quy định pháp luật thì phải được thực thi ở trên cái thực tế, chứ mà có những cái quy định và nói rằng buộc thế này ngăn chặn thế kia nhưng mà cuối cùng không làm gì được thì ở hải ngoại này đó, trong những cái nhóm mà gọi là dân chủ cựu, nó sẽ cười, nó cười rất là to. Và những cái nói rằng pháp luật của Cộng sản thì cũng để cho vui vậy thôi, chứ thậm chí là đây là những cái kênh mà ở hải ngoại, chúng tôi là quốc tịch Hoa Kỳ, chúng tôi là quốc tịch Mỹ, tức quốc tịch Đức, Canada gì, nó chả ai dám đụng gì hết, chả ai dám hạn chế gì hết, mà cũng chả có thể nào làm được cái chuyện đó. Thì nó có phải đúng như vậy hay không? Đó mới là cái điều mà chúng ta cần chia sẻ. Xin kính chào quý vị, chúc quý vị một ngày vui vẻ.